Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi sáng ngày thứ bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024. Bây giờ là 10 giờ 10 phút. Hiện tại thì mình đang có mặt trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Đông Tây hướng về bên dòng sông Sài Gòn, hướng về bên công viên bến Bạch Đằng. Nếu như trên đại lộ Đông Tây này mình đi theo hướng phía sau lưng của chúng ta đó, theo hướng này nè, là đi về bên quận 6 Sài Gòn, cô chú anh chị và các bạn, về quận 5, quận 6 Sài Gòn. Phía bên tay phải màn hình của anh chị đó là bến Vân Đồn, quận 4, quận 4 Sài Gòn quý vị. Đây có cái bạn hướng dẫn nè, đi thẳng lên cầu là đi về bên quận 4, về bên đường Hoàng Diệu quận 4. Còn nếu mà nhích bên tay phải con đường song hành đại lộ Võ Văn Kiệt đó, thì chúng ta đi về bên dòng sông Sài Gòn, cầu Sài Gòn. Còn đi thẳng theo hướng bên tay trái này nè, là đi qua hầm Thủ Thiêm, đi qua quận 2 ngày xưa quý vị. Và để mở đầu video trong buổi sáng ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn chúng ta có những ngày nghỉ cuối tuần thật là hạnh phúc vui vẻ bên gia đình. Thời tiết ở tại Sài Gòn trong buổi sáng ngày hôm nay rất là nắng, nhiệt độ hiện tại khoảng 32 độ C. Tất nhiên thì vào 11, 12 giờ trưa nhiệt độ sẽ nóng hơn nhiều luôn quý vị. Phải nói con đường song hành sau khi mà được thông xe thì đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Sài Gòn di chuyển dễ dàng về hướng của trung tâm quận 1. Đó, dòng xe xếp hàng bên tay trái màn hình chúng ta là đi qua hầm Thủ Thiêm. Còn đi thẳng lên cầu vượt này là đi qua đường Hoàng Diệu quận 4 nha quý vị. Hôm nay thì mình sẽ mời tất cả quý vị đi nhìn ngắm trung tâm Sài Gòn quận 1 dọc theo rạch Bến Nghé đi về bên sông Sài Gòn, công viên bến Bạch Đằng. Rồi chúng ta sẽ đi nhìn ngắm một khu đô thị mới và phải nói là cực kỳ rộng lớn và đất vàng ở tại trung tâm luôn. Con đường song hành này thì có những cây xanh này cũng đang bắt đầu lớn lên nè, rạch Bến Nghé. Buổi sáng thì bà con ở quận 4 và quận 1 đó, người ta đi bộ đi tập thể dục ở trên dọc theo cái tuyến đường này. Sài Gòn của chúng ta thì phải nói dù sao cũng có một cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ. Tất nhiên so với những nước trên thế giới hay là một số nước ở tại vùng châu Á cũng như là Đông Nam Á thì chúng ta không bằng họ, nhưng mà thực tế cho thấy rằng là Sài Gòn của chúng ta đã có từng bước thay đổi và phát triển. Cơ sở hạ tầng mặc dù phát triển rất nhiều, có những con đường mới, có những cây cầu vượt mới. Đây là cầu Canh Mét nè quý vị, cầu Canh Mét kết nối quận 1 sang quận 4 nha. Đó, mình đi dưới gầm cầu Canh Mét nè. Quý vị. Cách đây 10 năm trước thì Sài Gòn Sài Gòn của chúng ta cũng chưa có nhiều cây cầu vượt đâu. Nhưng mà do tình trạng giao thông quá phức tạp và lưu lượng xe cộ tham gia giao thông ở các trục đường trung tâm á, nó quá tải đi, dẫn đến những ngã tư, những cái giao lộ bị xung đột giao thông và tắc nghẽn giao thông một cách nghiêm trọng. Ngày trước chúng ta nhắc đến con đường Cách Mạng Tháng 8, con đường Điện Biên Phủ nè, ngã tư Hàng Xanh nè, hoặc là những ngã bảy mà chưa có cầu vượt thì phải nói cái tình trạng mà kẹt xe một cách thê thảm luôn cô chú anh chị. Nhưng mà sau khi Sài Gòn của chúng ta bắt đầu dần dần thay đổi cơ sở hạ tầng cũng như là mở rộng một số con đường và có những cây cầu vượt mọc lên, đã giải phóng được cái lượng xe cộ ùn ứ tắc nghẽn vào giờ cao điểm. Ngày nay bến Vân Đồn quận 4 cũng đã thay đổi rất nhiều rồi, nhiều tòa cao ốc văn phòng chung cư mọc lên sừng sững luôn. Nay mời cô chú anh chị các bạn nhìn ngắm sự đổi mới của trung tâm Sài Gòn ngày nay ra sao.
phía xa xa mà có cái tòa Bitexco Financial Tower 68 tầng. Có cái bãi đổ trực thăng luôn nha quý vị. Đó, tòa nhà mà có cái hình phía ngoài giống như cái vảy rồng nè. Đó là tòa IFC One Sài Gòn. Đây. Tòa bên này là IFC One Sài Gòn nè. Tòa này thì bỗng dưng bị yêu cầu ngừng thi công. Đó, IFC One Sài Gòn. Tòa IFC One Sài Gòn này thì tưởng chừng sẽ rất đẹp và làm nổi bật trung tâm Sài Gòn. Tuy nhiên bị vướng về mặt pháp lý cho nên là bị ngưng thi công luôn quý vị. Đó, phía bên ngoài vảy rồng rất đẹp luôn. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đây cô chú anh chị, thiết kế rất là kiên cố nha. Nói cái bề dày của bức tường cũng phải cả mét đó, để bảo vệ vàng mà. Tiền vàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Kế bên là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam luôn. Chắc chắn thì nhiều quý vị bên nước ngoài đã lâu chưa có về Sài Gòn thì bây giờ nhìn ngắm lại những con đường mới này sẽ cảm thấy rất là lạ mắt luôn quý vị. Đó, bên tay trái màn hình của chúng ta là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chúng ta vẫn đang có mặt trên con đường Võ Văn Kiệt, hay tên gọi quen thuộc đó là Đại lộ Đông Tây. Sài Gòn là một trong những trung tâm kinh tế thương mại lớn bậc nhất của cả nước. Và phải nói ngân sách mà Sài Gòn đóng cho chính phủ rất là lớn so với nhiều tỉnh thành khác ở tại Việt Nam. Sức mạnh về tài chính, trung tâm thương mại, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động, cho hàng triệu người ở khắp mọi nơi ở trên cả nước đều đổ dồn về Sài Gòn để mà học tập, lao động, làm việc, thậm chí là di cư vào Sài Gòn luôn. Nhiều người ở ngoài phía Bắc đó, đặc biệt là các tỉnh lân cận Hà Nội, người ta cũng chưa có thích sống ở ngoài đó mà họ yêu thích Sài Gòn. Họ yêu cái mảnh đất phương Nam chân chất và thật thà. Bây giờ mình sẽ bước lên con đường Tôn Đức Thắng. Phía bên tay phải đó là dòng sông Sài Gòn thơ mộng. Nhiều kỷ niệm lưu luyến của nhiều quý vị từng sinh sống ở tại trung tâm quận 1 Sài Gòn của chúng ta. Đó. Đẹp chưa? Đường Hàm Nghi, đại lộ Hàm Nghi quý vị. Cục Hải quan thành phố. Bitexco Financial. Hôm nay đi lại trên đoạn đường này là có một lời yêu cầu của chú Nguyễn Hoàng Minh, hiện tại đang sinh sống ở bên Bắc Âu, vùng Bắc Âu, Na Uy. Cách đây 3-40 năm trước thì chú Minh sinh sống ở tại quận 1 Sài Gòn. Chú không cho biết rõ con đường nào, nhưng mà chú nói sinh sống ở tại quận 1 Sài Gòn. Và chú rất muốn nhìn lại những con đường Sài Gòn ngày xưa và ngày nay ra sao.
Thì bên tay phải màn hình của chúng ta đó là dòng sông Sài Gòn, bến Bạch Đằng, công viên bến Bạch Đằng nè quý vị. Phía xa bên kia đó là quận 2 ngày xưa Thủ Thiêm, ngày nay đã thuộc thành phố Thủ Đức rồi. Và vài phút nữa thôi mình sẽ di chuyển về bên khu vực đó để cập nhật một số hình ảnh bất động sản cũng như là nhà cao tầng ở bên đó, xem như thế nào, giá cả thuê văn phòng công ty ra sao ở trong cái thời kỳ mà Việt Nam nói chung vẫn đang khủng hoảng về kinh tế chưa hồi phục, và Sài Gòn của chúng ta thì chịu ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Công viên bến Bạch Đằng. Cổng chào chúc mừng năm mới 2024 thì vẫn đang còn hiện hữu ở đây. Nhưng mà chúng ta đã trải qua một tháng sau khi đón Tết rồi. Bây giờ thì cuộc sống của chúng ta phải bươn chải, phải tiếp tục gồng gánh để trải qua một cái giai đoạn khó khăn những tháng đầu tiên, quý đầu tiên của năm 2024 này. Khách sạn Majestic, khách sạn 5 sao. Đây quý vị, khách nước ngoài thì họ cũng đang đi tham quan ngắm cảnh ở tại dòng sông Sài Gòn. Tường Vũ Channel xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ đồng hành với kênh YouTube Tường Vũ Channel, luôn đón nhận và cảm ơn những lời đóng góp chân thành của tất cả cô chú anh chị và các bạn. Vì những lý do khách quan cho nên Tường Vũ Channel chưa có trả lời hết những cái bình luận của cô chú anh chị các bạn đã để lại trên những cái video clip, nhưng chân thành cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị đã quan tâm cũng như là ủng hộ rất nhiều. Trong năm mới 2024 này thì Tường Vũ Channel cũng cảm ơn đến quý vị, kính chúc quý vị luôn luôn tràn đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hotel Majestic. Hai nghìn hai mươi bốn mừng xuân mừng đảng. Ngày xưa như mình nhớ câu là mừng đảng mừng xuân, nhưng mà bây giờ thì ghi là mừng xuân mừng đảng quý vị. Con đường đồng khởi, con đường tự do năm xưa. Phải nói rằng Sài Gòn của chúng ta rất là rộng lớn, bao la, đi cả ngày cũng không hết nổi ở Sài Gòn. Rất lớn luôn không quý vị. Và đặc biệt là những quận trung tâm thì mới đông dân tập trung về sinh sống, làm việc, học hành. Công viên bến Bạch Đằng này thật sự là mình thấy hơi tiếc nuối một chút là rất ít cây xanh, thiếu bản xanh nhiều quá, nên đôi khi du khách người ta đi du lịch cũng không có cái chỗ để người ta nghỉ ngơi quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trên công trường Mê Linh, quận 1 Sài Gòn. Và đây là tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo nè. Công viên Mê Linh cũng đã mới được nâng cấp, thay đổi bộ mặt mới luôn. Nhìn rất là khác lạ, đẹp.
tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo, tòa nhà Vietcombank Tower, khách sạn Hilton, khách sạn 5 sao bậc nhất luôn quý vị, khách sạn Hilton. Phía bên tay phải màn hình của chúng ta là ga tàu thủy Bạch Đằng. Ngày cuối tuần thì ga tàu thủy Bạch Đằng hoạt động hết công suất luôn cô chú anh chị, hoạt động hết công suất luôn, khách du lịch rồi khách trong nước người ta đi tham quan xếp hàng để đi mua vé dòng dòng sông Sài Gòn nè quý vị. Bạch Đằng Sài Gòn Waterbus, Bạch Đằng Thủ Thiêm, khai trương tuyến Bạch Đằng Thủ Thiêm. Quá trời khách đi xếp hàng để đi mua vé du lịch nè quý vị, thấy không? Rồi chúng ta tiếp tục đi trên con đường Tôn Đức Thắng hướng về bên cầu Ba Son. Cầu Ba Son ngày trước là cầu Thủ Thiêm 2 đó, nhưng mà giờ mới đổi tên là cầu Ba Son rồi à quý vị. Đây là bãi giữ xe của ga tàu thủy bến Bạch Đằng nè. Phải nói rằng chúng ta cũng cảm thấy thật sự tự hào về cái sự thay đổi ở Sài Gòn đó. Cây xanh này đẹp không, dọc theo bờ sông Sài Gòn nè. Cho nên nhiều anh chị Việt Kiều bên nước ngoài về Việt Nam đôi khi cũng hơi ngỡ ngàng về cái sự đổi mới của Sài Gòn, rất là khác lạ luôn. Nhưng mà anh chị muốn đi dạo Sài Gòn thì phải nói là mất một ngày trời và anh chị phải dùng xe hai bánh đó, thì chúng ta mới có thể nhìn ngắm hết được. Wow, những cây hoa này năm nay rất đẹp chưa? Hoa nở đẹp quá, thơm quá trời luôn nè quý vị. Wow, tuyệt vời. Phải nói rằng cái sự đổi mới, cái sự thay đổi của Sài Gòn đó quý vị, thì chúng ta thật sự cũng phải thấy được một điều là nhiều người dân, đặc biệt những bạn trẻ, họ rất là thích nhìn ngắm Sài Gòn. Cho nên chúng ta mới biết rằng là rất là nhiều người dân ở tại Việt Nam đều ao ước đổ về Sài Gòn để mà có một căn nhà sinh sống và làm việc. Như người Việt Nam của chúng ta là ước mơ một điều là có được visa để đi sang Mỹ vậy đó quý vị. Còn những người mà ở tỉnh lẻ tại Việt Nam đó, thì người ta cũng thích có một căn nhà ở tại Sài Gòn để mà họ có nơi ăn chốn ở, học hành. Chúng ta đang đi lên cầu Ba Son. Lúc mà mới khánh thành thì cây cầu này được biệt danh là cây cầu thế kỷ luôn, cây cầu sử của Sài Gòn, tại vì nó kết nối giữa quận 1 sang quận 2 mà. Và phải nói là lúc đầu tiên mà mới khánh thành đó thì mỗi ngày thu hút cả hàng trăm bạn trẻ đến đây để mà chụp hình check in nè. Nhưng bây giờ thì cấm dừng xe, đậu xe trên cầu rồi. Và hôm trước thì phải nói một cái vụ trộm cướp mà nó xảy ra
ở trên cầu luôn. Người ta đi nạy những cái nắp cống ở trên cầu Thủ Thiêm này nè quý vị, để về bán. Trời ơi, không hiểu nghĩ làm sao mà đi nạy mấy cái nắp cống này để mà bán thì thôi. Đó, cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son. Ở đây thì có cái biển cấm dừng cấm đậu nè. Ở đây có 3 làn xe, làn trong cùng dành cho xe máy nè, xe ba bánh nè, làn giữa là hỗn hợp, rồi làn bên ngoài cùng giữa tim đường đó dành cho xe hơi thôi. Cô chú anh chị thấy Sài Gòn của chúng ta đổi thay như thế nào? Ngày xưa mà chúng ta muốn di chuyển từ quận 1 sang Thủ Đức, sang Thủ Thiêm đó, thì chúng ta chỉ có hai cách đi thôi. Một là qua sông Sài Gòn, hai là qua hầm Thủ Thiêm. Mà đi như vậy nó vừa xa mà vừa kẹt xe. Còn bây giờ chúng ta chỉ đi ngay Lê Duẩn, ngay công viên Thống Nhất, đi thẳng về cầu Ba Son rồi qua bên Thủ Thiêm rồi. Quá tiện lợi luôn quý vị. Phía bên kia đó là Thủ Thiêm quận 2 ngày xưa. Ngày nay thì phải nói rất nhiều cao ốc, công ty, văn phòng cho thuê, rồi đất đai. Ngày nay thì phải nói thật sự rất là khó nhận ra được khu vực Thủ Thiêm, bởi vì rất là nhiều căn hộ cao cấp, văn phòng, công ty mọc lên sừng sững ở nơi đây. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn quý vị. Bên phía tay phải màn hình của chúng ta có tòa nhà The Metropole, hay còn gọi là The Metropole Thủ Thiêm. Phía bên tay trái tòa xa xa đó là tòa văn phòng cao ốc The Hallmark. Thủ Thiêm Opera, The Opera. Wow, đẹp quá. Nói người Việt Nam của chúng ta nói thì không phải là chê bai gì, nhưng mà mình đi ở ngoài đường mình quay phim á, mình thấy có rất nhiều người dựng xe ngay lề đường, đứng vô lề đường cái kéo quần xuống đi vệ sinh luôn, rất là mất lịch sự luôn quý vị. Đàn ông nhìn là thấy mất thẩm mỹ rồi, huống chi là phụ nữ con gái người ta đi, ta nhìn thấy thì nó rất là mất lịch sự luôn. Mà cái luật mà không uế bậy bạ ngoài đường cũng có phạt rất là cao. Không hiểu vì sao mà người ta đứng dựng xe mà đi vệ sinh giữa lề đường bằng ngày người ta đi như vậy. Không hiểu luôn quý vị. Nhìn không biết mắc cỡ luôn. Thật sự mình thấy cũng khó chịu nữa. Khu vực Thủ Thiêm này phải nói nhà cửa bao la bát ngát luôn nha cô chú anh chị các bạn. Phía trước màn hình của chúng ta đó là tòa nhà The Hallmark, địa chỉ là số 10 đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, quận 2 Sài Gòn quý vị. Đối với tòa nhà này thì phải nói là 4 tầng hầm và 30 tầng cao. Giá cho thuê đây khoảng tầm 50 đô
trên một mét vuông trong một tháng trở lên. Còn phí mà gửi xe máy là 300 ngàn đồng một tháng cho một xe. Ô tô thì 3 triệu một xe một tháng. Đây là một trong những tòa văn phòng cho thuê hạng A luôn quý vị. Ở bên Thủ Thiêm này chỉ có tòa văn phòng này là cao cấp nè. Tuyệt vời luôn. Khu vực bên đây thì phải nói thông thoáng và rất đẹp luôn quý vị, bởi vì nó được hưởng lợi từ một cái không khí và một sức gió rất là mát của dòng sông Sài Gòn thổi lên. Quý vị thấy rất nhiều tòa nhà đẹp nha, chút nữa mình sẽ đi quay cho cô chú anh chị các bạn xem để xem thử giá cho thuê ở đây như thế nào đây. Nói chung thì giá cho thuê của tòa nhà The Hallmark này từ 45-46 đô la trở lên trên một mét vuông trên một tháng. Và đây là một trong những tòa nhà hạng A cộng luôn, hiện đại bậc nhất ở tại Việt Nam. Với 40 mấy đô thì cũng khoảng hơn 1 triệu quý vị, hơn 1 triệu đồng một mét vuông trên một tháng. Rất đẹp luôn quý vị. Đối với giá bán của những căn hộ ở trong tòa nhà The Metropole Thủ Thiêm này thì phải nói cũng cực kỳ là cao luôn nha cô chú anh chị các bạn. Cực kỳ cao. Nếu mà căn 2 phòng ngủ đó thì giá khoảng là 13 tỷ một căn. 13 tỷ một căn luôn đó quý vị. Còn nếu như mà căn mà có khoảng 250 mét vuông thì giá khoảng 48-50 tỷ. Giá rất là kinh khủng luôn quý vị. Các căn penthouse Opera The Metropole thì phải nói bán khoảng 46 tỷ. Wow. Hết hồn. Nghe muốn té xỉu luôn. Đa số là 16-17 tỷ rồi 3-40 tỷ không mà cô chú anh chị các bạn ơi, rẻ nhất cũng phải 13 tỷ một căn 148 mét vuông. Hai phòng ngủ thôi mà giá đã là 13 tỷ rồi. Trời ơi. Chung cư The Metropole Thủ Thiêm quận 2. Hết hồn luôn quý vị. Té xỉu luôn. Giá quá khủng luôn cô chú anh chị. Ở tại The Metropole Thủ Thiêm quận 2 này thì cũng có nhiều căn diện tích nhỏ, 80 mét vuông, 85 mét vuông. Căn 3 phòng ngủ thì khoảng 118 mét vuông. Công nhận giá nhà ở đây lên cao quá. Như vậy là chúng ta thấy rằng là những căn hộ tại chung cư The Metropole Thủ Thiêm quận 2 này chúng ta thấy giá khoảng 12-13 tỷ là rẻ rồi. Còn những căn lớn xịn sò hơn thì 3-40 tỷ là bình thường. Welcome The Opera. Wow. Đây bảo vệ căn rất là nghiêm ngặt luôn quý vị.
Đây là cận cảnh tòa nhà văn phòng hạng A cộng ở tại Sài Gòn nè. Phải nói không ngờ rằng vùng đất Thủ Thiêm năm xưa mà bây giờ lại khác lạ đến như vậy. Ở đây có những cái dự án còn nổi bật rất mạnh mẽ trong tương lai. Đó, đất bao la luôn quý vị. Office, tòa văn phòng. Hướng vào khu công viên bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức. Sài Gòn Riverside Park, Thủ Đức City. Đó, đường Metropole Thủ Thiêm này quý vị thấy không? Phải nói công nhận khu này đất bao la. Đường Trần Bạch Đằng. Đây là đường N12. Mừng xuân, mừng đảng. Wow, quá trời luôn quý vị ơi. Đây là bãi giữ xe luôn. Bãi giữ xe đây thì quá nắng tại vì không có máy che. Lâu lâu đi vào khu vực này để cập nhật tình hình gửi đến quý vị. Tòa nhà này vẫn đang thi công nè. Nói thật sự chúng ta cảm thấy rất là ngỡ ngàng luôn. Đó, nhà cửa ở đây, văn phòng ở đây, chung cư ở những căn này là phải nói cực kỳ xịn sò đắt đỏ nha cô chú anh chị. Giá của nó là từ 12 tỷ cho đến 30-40 tỷ, tùy theo diện tích, số phòng ngủ bên trong. Đó, giá thuê căn hộ cao cấp nè, giá thuê văn phòng hạng A cộng nè. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.